Chào mừng bạn đến với Học viện Lazada, kênh thông tin điện tử dành riêng cho nhà bán hàng. Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đăng tải sản phẩm hàng loạt trên Seller Center. Đăng nhập Seller Center, chọn sản phẩm, quản lý sản phẩm, nhập dữ liệu. Tại đây, hệ thống sẽ hiện ra danh sách các biểu mẫu để bạn lựa chọn. Trong mục tạo ngành hàng, bạn chọn ngành hàng của sản phẩm. Sau đó, bấm download để tải biểu mẫu về máy và điền thông tin. Mở file Excel vừa tải về và điền thông tin ở trang Upload Template. Tại đây, bạn cần điền các thông tin cơ bản như ngành hàng, thương hiệu, mẫu mã và các thông số của sản phẩm. Lưu ý, các mục đánh dấu sau là bắt buộc điền. Đầu tiên, để điền thông tin mục Primary Category, bạn tham khảo thông tin bên Sheet và Lead Values để chọn ngành hàng đúng cho sản phẩm của mình. Sao chép thông tin và quay lại mục ban đầu để điền. Sau khi đã có Primary Category, file sẽ lọc và highlight những thông tin phải điền tùy theo sản phẩm của bạn. Bước tiếp theo, lần lượt điền các thông tin trên file yêu cầu, ví dụ như ở mặt hàng thiết bị lưu trữ USB, sẽ phải điền những thông tin ngành hàng, thương hiệu, nhóm màu, mẫu mã, tên tiếng Việt, tiếng Anh, mô tả về sản phẩm, đặc điểm nổi bật, thông tin bảo hành, giá, mã SKU, thông tin bộ sản phẩm và kích thước, cân nặng đóng gói của sản phẩm. Bạn hãy lưu ý điền thông tin ở phần khối lượng kiện hàng, đơn vị tính là kilogram và kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao là cm. Sau khi đã điền xong thông tin, bạn lưu lại file ở dạng Excel vào máy tính. Quay lại trang nhập dữ liệu. Chọn Upload File và tải file vừa lưu lên, sau đó bấm Done để hoàn thành. Sau khi đăng tải xong, kiểm tra ở phần Import History, nếu hiện dấu tích xanh, nghĩa là đã đăng thành công. Nếu hiện dấu X đỏ, nghĩa là chưa thành công. Bạn có thể thao tác lại bằng cách click vào link Download Error Report. Thật dễ phải không nào? Hãy thử và bắt đầu thao tác ngay nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này và chúc bạn bán hàng thành công. Hãy quét mã QR để xem thêm tài liệu trên Học viện Lazada nha.